nhờ cái cúp sắt gãy nên mình mới dám làm cúp kim cương, chứ không thì cũng không dám làm đâu. Sau đó thì mình về nhà và làm cho mình một bộ giáp kim cương. Giờ thì mình sẽ lấy hắc diện thạch và bắt đầu tiến xuống địa ngục. Với cách này thì chúng ta sẽ không gặp tình trạng mất hắc diện thạch khi đào cái này nữa và cũng an toàn hơn cho mình. Để cho mấy con heo dưới địa ngục không hội đồng mình thì mình sẽ chế tạo một cái nón vàng và mang lên. Mình khá là may mắn khi kế bên cái cổng địa ngục của mình là lâu đài địa ngục. Thôi về thôi, đây nguy hiểm quá. May là cái cổng địa ngục nó kế bên. Thôi chạy. Sau khi có một số lượng kinh nghiệm nhất định thì mình sẽ